Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Những dấu ấn tử thần trong Liên minh huyền thoại. Đã bao giờ bạn đang tung tăng trên đường thì tự dưng nhận ra một điều gì đó bất thường và vắt chân lên cổ chạy trong sợ hãi? Cùng DTS điểm danh qua những dấu ấn tử thần khiến bạn phải sợ chạy phọt cả cứt mỗi khi gặp nha. Không chỉ có Z mới có dấu ấn tử thần trong Liên minh huyền thoại, một số vị tướng còn có khả năng tạo áp lực bất ngờ cho đối phương với những dấu ấn đặc trưng. Mỗi khi thấy những dấu ấn ấy, đa phần những kẻ địch đều cố gắng bỏ chạy để giữ mạng, để tránh những rắc rối. Ta có thể chia thành 5 loại dấu ấn tử thần. Thứ nhất, chúng ta đi vào, bị cộng dồn là ăn đủ. Dấu ấn đầu tiên không hẳn quá đáng sợ, nhưng ở lại càng lâu, bạn càng bất lợi nên cứ chạy đi cho lành. Có thể kể qua như dấu lưỡi của Tam Ken, đánh ngất ngư của Braum, hay đạn nổ của Chitana và cả giày vò của Kalita. Chúng phải một dấu ấn sẽ không gây quá nhiều ảnh hưởng, nhưng nếu cứ đứng yên để cho đối thủ mặc sức cộng dồn, thì hậu quả bạn gánh chịu sẽ hết sức nặng nề. Vậy nên đa phần người chơi sẽ rút lui, chả ai mà muốn bị Tam Ken nuốt hay bị đóng băng bởi Braum cả. Đau đớn hơn là bị rút lao hay bom nổ rồi ăn cả tấn sát thương vào mặt. Thứ hai, âm thanh kinh hoàng. Thay vì cho đối thủ thấy bất kỳ hình ảnh nào về sự hiện diện của mình, thì những vị tướng với loại dấu ấn này sẽ dọa đối thủ bằng những âm thanh rất to và rõ ràng. Đại diện của nhóm này bao gồm Sion, Hai, Kaled. Chắc hẳn chả ai dại gì mà cứ lao lên hổ báo sau khi nghe tiếng kinh mỗi khi Sion bắt đầu chạy, hay tiếng quanh quanh như máy nổ của con Kaled lắm mồm, và đặc biệt là tiếng sặc nước của kẻ đuối nước Pai. Thôi thì ta cứ lui về cho an toàn, chờ hắn xuất hiện trên bản đồ hoặc đồng đội ở xa lên bảng rồi hắn tính. Loại dấu ấn âm thanh này thì không hẳn quá đáng sợ, dù không hề biết kẻ địch đến từ hướng nào, nhưng bạn sẽ không quá khó để nhận ra khi hắn tới gần, nên bạn vẫn có thời gian để phản ứng. Thứ ba, không phải cứ xa là an toàn. Khả năng dịch chuyển đường dài không phải hiếm trong Liên minh huyền thoại, và đây là một trong những vũ khí gây áp lực hàng đầu. Tuy nhiên, với các vị tướng có khả năng gây áp lực mạnh nhất, đó là Triderfet và Nocturne, người chơi sẽ ngay lập tức tìm kiếm đồng đội ở gần hoặc cố chạy về vị trí an toàn khi trên đầu xuất hiện một con mắt to màu vàng, vì thần bài sẽ có thể bay ngay đến và tiến bạn lên bảng nhanh chóng. Hay đáng sợ hơn là tự dưng đang yên lang lành thì trời tối om, xung quanh bốn bề đen ngòm, đồng đội cũng không thấy đâu, rồi một cái bóng lao tới cùng giọng cười man dại và tiến bạn nếu bạn đứng không cẩn thận. Gặp trường hợp này thì cứ chạy đi rồi tính. Thứ tư, nó sắp bay vào chạy nhanh. Đây là loại dấu ấn xuất hiện khi chúng phải một kỹ năng của kẻ địch, khiến hắn có thể bay đến bạn bất cứ lúc nào. Đại diện của nhóm này là săn đuổi của Nidalee, sóng âm của Lee Sin và ánh trăng của Diana. Những kẻ sở hữu dấu ấn này đều là các sát thủ mạnh mẽ, có thể sẽ tiến bạn lên bảng trong 3 nốt nhạc. Vậy nên khi đã trúng dấu ấn, hãy cố chạy thật nhanh ra khỏi tầm bay của chúng nếu không muốn về chầu ông bà. Thường thì đi chung với đồng đội, kẻ địch sẽ không dám bay vào. Nhưng nếu đi một mình, bạn hãy tẩu thoát thật nhanh nhé. Lượng sát thương của chúng gây ra khi áp sát là rất lớn đấy. Thứ năm, chống cảm tử thần. Đại diện của dấu ấn tử thần đáng sợ nhất thuộc về thú săn mồi kiêu hãnh, hay còn được gọi với cái tên thân mật là thú săn mồi thân thiện, Jengar. Một Jengar yếu thì chẳng đáng lo ngại lắm, nhưng nếu gặp một phải Jengar xanh, bạn chỉ có thể vừa chạy vừa cầu cho nó không nhảy vào mình thôi. Jengar nắm giữ kỷ lục đoạt mạng nhanh nhất, vậy nên dù có ở gần đồng đội thì cũng chẳng giúp ích gì nhiều, vì sẽ chẳng mấy người kịp phản ứng khi hắn bay vào. Đặc biệt, nếu bạn là một xạ thủ hay pháp sư máu giấy, hãy cố gắng tìm cách thoát thân thật nhanh, đừng tiếc tốc biến hay là lá chắn, vì một khi Jengar đã lao vào thì chẳng có gì có thể cứu được bạn đâu, trừ đồng hồ cát. Hãy mua đồng hồ cát nếu bạn sợ Jengar. Quà thêm, bị con 5 giây, xanh như con Blue thả gà lên đầu. Vẫn là quà thêm, đây mới là dấu ấn tử thần thực sự. Áp lực của những dấu ấn tử thần gây ra không phải là quá lớn, nhưng sợ không có nghĩa là bỏ chạy. Những game thủ Liên minh huyền thoại có kỹ năng sẽ quay đầu lại đối đầu với kẻ địch để xem ai mới phải né ai. Vậy còn bạn, bạn cảm thấy dấu ấn nào đáng sợ nhất? Hãy chia sẻ cách ứng phó của bạn khi rơi vào những tình huống trên qua phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.